Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan Hàng Nhật. Các bác vừa nghe một bản nhạc của em Senko đồng hồ tượng. Cái mẫu đồng hồ tượng này là mẫu cực kỳ hot và cực kỳ hiếm khi về, và đặc biệt là lần này là hàng mới nguyên hộp mọi người nhé. Shop săn được hàng mới nguyên hộp. Đây là sách cũng như là phiếu bảo hành của hãng này. Đây là cái hộp của hãng Senko. Cái mã này là PG501G, còn mã của shop Sơn Japan là 349 mọi người nhé. Cái em tượng này thì có hai bản nhạc. Bình thường thì tượng thì rất là hiếm khi có nhạc, nhưng mà riêng em này tượng to mà lại còn có kèm đi theo là hai bản nhạc, một bản nhạc west và một bản nhạc gai. Các bác vừa nghe một bản, một lúc nữa em sẽ đánh cho các bác, sẽ bật cho các bác nghe một bản tiếp theo. Nói về phần decor của đồng hồ tượng này thì xuất sắc, không để chê được điểm nào, bởi vì là cái thần thái cũng như là cái tạo hình của em đồng hồ này rất là đẹp. Từ cái ánh mắt cho đến những cái ánh mắt này, xong rồi các họa tiết váy áo từ chi tiết nhỏ họ làm cực kỳ kỹ. Đây như là một cặp đôi tượng thần Hy Lạp ấy ạ, bởi vì là cái kiểu tạo hình này cũng như là cái cách ăn mặc này giống như là thần thoại Hy Lạp. Em tượng này size cực kỳ khủng mọi người nhá, size 65 x 17, và cái cân nặng của nó lên đến gần 10 cân, 10 kg ấy ạ. Cực kỳ nặng và size của nó cũng rất là to. Về phần đằng sau đây, quay chi tiết đây, cái thiên thần nữ đây cực kỳ xinh mọi người nhá. Em này không phải lúc nào cũng mua được, bởi vì là em này vận chuyển về đã rất là nặng, và cái thứ hai là về được nguyên vẹn như này rất là quý. Đây nhìn bên đằng sau, cái ánh mắt của người tượng của thiên thần nam đây, của tượng thần nam rất là đẹp. Các bác để ý kỹ nhá, những cái vạt tà áo này, tà váy này họ làm cực kỳ kỹ, tay rất là âu yếm. Nói chung là cái tượng này không có một điểm nào để chê cả. Em này để em ấn cho mọi người nghe cái bản nhạc tiếp theo của em đồng hồ này. Cũng hướng dẫn luôn cho mọi người là khi mà mình tháo ra đằng sau đây, đây là cái loa của nó mọi người nhé. Và khi mà mình muốn nghe chuông cũng như là cài đặt giờ, em này chạy hai viên pin chung này. Đây giờ khi mà mình gạt lên, các bác nghe nhạc nhé. Đây là phần em bấm cho các bác nghe nhạc thôi. Còn bình thường mà mỗi khi tròn giờ thì đồng hồ sẽ đánh nhạc, đánh một bản nhạc và sẽ đánh gõ chuông. Ví dụ như 7 giờ, hiện tại là 7 giờ thì đồng hồ sẽ gõ 7 tiếng để báo hiệu cho các bác biết là bây giờ là 7 giờ. Em này thì ngoài cái hai cái bản nhạc rất là hay ra thì nó còn có thêm cái tính năng nữa là cài đặt giờ AM PM để tránh làm phiền giấc ngủ của mọi người, và nó có ghi chú rõ ràng ở phần bên trên là giờ nào đánh và giờ nào không đánh. Thực ra là hôm trước thì có một em cũng như vậy, thì em nhớ không nhầm là từ 2-3 giờ đến 5 giờ 30 phút sáng là đồng hồ sẽ không kêu nếu mà mình cài đặt giờ. Đúng rồi, 2-3 giờ đến 5 giờ 45 nhá mọi người nhá. Có ghi rõ ràng ở phần máy đây, phần máy bên trong đây. Máy cực kỳ lớn. Đây là bộ phận lắc xoay này, và được sản xuất tại Nhật đây mọi người nhá. Ghi kỹ càng, volume to nhỏ, mình có thể bật to nhỏ tùy theo cái không gian nhà mình. Khi mà mình để cài đặt chuông hay là giờ xong rồi thì mình sẽ vặn sang bên tay phải là để đóng khóa cái nút đằng sau, để quay xa cho các bác chiêm ngưỡng được cái bộ tượng đôi này. Cái này em thấy là rất là xuất sắc, có nghĩa là mình nhìn phát là ưng luôn rồi. Các bác mà trưng cái em này thì ở trong nhà thì hết ý luôn. Hay là đây cũng là một gợi ý để cho các bác đem biếu tặng nhân những cái dịp lễ quan trọng, hay là tặng sếp để trưng ở trong phòng làm việc rất là đẹp. Đây là sách phiếu bảo hành của hãng này. Ngoài sách cũng như là phiếu bảo hành của hãng thì shop Sơn Japan bảo hành cho các bác 1 năm trên toàn quốc, cho nên là các bác an tâm về chất lượng cũng như là an tâm về sản phẩm cũng như là chất lượng của tất cả các đồ mà các bác mua tại shop Sơn Japan.
số La Mã đây mọi người nhá. Và phần bên trên các họa tiết hoa nổi cực kỳ đẹp mắt, sản xuất tại Nhật đây, made in Japan. Vừa rồi thì shop Sơn Japan đã giới thiệu cho các bác em đồng hồ Senko, đồng hồ tượng đôi, tượng thần đôi Hy Lạp, tượng thần Hy Lạp. Các bác muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ tượng này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật hoặc là truy cập web hangjapan.vn với mã số là 348 349, để xem thêm những hình ảnh chi tiết cũng như là để shop tư vấn kỹ càng hơn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.